trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 15 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Dallas cho biết là họ đang điều tra một cái vụ và truy lùng một kẻ vào ngày hôm qua đã nổ súng ở tại một cái tiệm tóc ở Dallas và bắn bị thương 3 người phụ nữ gốc Nam Hàn. Thì theo như phía cảnh sát Dallas, thưa quý vị, là những cuộc gọi đầu tiên của người dân ở đây là vào khoảng 2 giờ 20 chiều ngày hôm qua ở tại cái tiệm tóc có cái tên là Hair World Salon. Cái tiệm tóc này nằm ở cái khu nó gọi là Asian Tree District, nhưng mà thường người dân ở đây họ gọi cái khu này là Korean Town. Và phía cảnh sát theo như lời các nhân chứng nói đó là tự dưng có một người đàn ông mà bây giờ nhiều nhân chứng mô tả có thể là một người gốc Phi Châu, thưa quý vị, mặc đồ đen hết trùm mặt, xông vào ở trong tiệm không nói không rằng, nổ súng bắn loạn xạ hết và làm bị thương 3 người. Thì nguyên cái tiệm tóc này đó, vừa nhân viên, người chủ tiệm và cả khách hàng đều là các phụ nữ gốc người Nam Hàn hết. Rất may là 3 nạn nhân nó bị thương không có nặng. Thì bây giờ phía cảnh sát họ đưa ra cái hình ảnh khi mà tay súng bỏ chạy ra ngoài đó, như quý vị thấy là y không những cầm cây súng thường mà đây có vẻ như là một cây súng trường, một cây rifle, và y đã bỏ chạy trên một cái chiếc xe van mà cảnh sát nói là màu maroon, chắc màu đỏ bọc đô, vâng. Và bây giờ đó, phía cảnh sát cho biết là ban đầu nhìn thì có vẻ như không phải là hate crime, nhưng mà họ cũng không có loại trừ khả năng đó. Và đến bây giờ thì cái nguyên nhân vì sao mà y xông vào nổ súng như vậy vẫn chưa biết được, bởi vì khi xông vào y không nói không rằng gì cả, thưa quý vị. Trong khi đó, ngày hôm qua, luật sư đại diện cho những nạn nhân của tòa chung cư Surfside ở Florida, cái vụ kiện này thực sự nó không kéo dài bao lâu, bởi vì cái vụ này nó xảy ra năm 2021, vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, nhưng đến giờ này họ đã giải quyết xong, và thay vì phải ra hầu tòa, và chắc chắn là tòa sẽ tuyên bố thuận cho bên phía nguyên đơn, thì thôi, phía thứ nhất là chủ nhân cái khu vực tòa nhà này, người xây dựng, rồi những hãng bảo hiểm, nhiều đối tác khác nữa, những ai mà từng liên can tới việc mà xây dựng tòa nhà này đó, cuối cùng họ đã đồng ý bồi thường. Bởi vì ngay cả chủ nhân của tòa nhà hiện nay đang giữ cái quyền quản trị cái tòa nhà này đó, họ cũng có bảo hiểm riêng. Cho nên cuối cùng thì phần lớn tất cả cái số tiền bảo hiểm gộp lại có thể lên đến cả chục hãng bảo hiểm. Và đó là lý do tại sao số tiền nó nhiều đến như thế. Ngày hôm qua luật sư đại diện cho biết cái số tiền nó lên đến 997 triệu. Thay vì họ nói 1 tỷ thì nó nhiều quá, thì họ nói 997 triệu, nó ngắn khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Cho 98 người, thưa quý vị. Và như vậy mỗi một người đó, và không những người chết mà ngay cả người sống sót nữa cũng nhận được cái số tiền bảo hiểm này. Và trung bình như vậy thì 10 triệu, nhưng mà chia ra thì có thể một vài triệu. Để giải quyết ngoài tòa, và luật sư tuyên bố mới đầu đó thì họ đồng ý với cái số tiền 89 triệu, nhưng mà cái tiền đó ban đầu là để cung cấp cho những người mà họ đang làm chủ. Cái chung cư này quý vị không có thuê mướn được, đây là chung cư quý vị mua. Rất nhiều người mới mua, có 600 mấy chục ngàn đó,
vào đây để ở. Bây giờ thì nó lên giá rồi, thì họ nói rằng định theo mức giá hiện nay rồi tòa chung cư này sẽ phải được xây lại, rồi họ sẽ ở lại, nhưng mà trong thời gian đó cái số tiền đầu tiên được đưa ra để hỗ trợ cho những người còn sống sót để họ có thể tạm cư ở một nơi nào đó trong lúc chờ tòa nhà được xây trở lại. Thì đây là một trong những cái thỏa thuận có thể nói lớn nhất trong lịch sử hiện nay liên quan đến một vụ sập nhà và số người chết cao đến cả 100 người như thế, và số người bị ảnh hưởng cũng cả bao nhiêu 100 người khác. Ngoài ra thì trong lúc mà đưa ra cái hồ sơ đó thì họ đã chứng minh được tất cả những cái sai trái ngay từ những ngày đầu khi xây dựng và trong thời gian bảo trì. Bên phía phía mà công ty đứng ra để bảo trì tòa nhà này đó đã tắc trách như thế nào trong cái việc bảo trì và khiến cho cái việc mà xây dựng ngay thời điểm đầu đến khi mà tòa nhà sập đó, và nó trở thành một cái vấn nạn hiện nay cho các tòa nhà khác ở Florida, sẽ gây thêm tốn kém hơn nữa cho những chủ nhân và đồng thời cũng tạo nên cái mối hoang mang cho rất nhiều các chủ nhân sống trên các tầng cao nhất của các tòa nhà gần đó. Và thưa quý vị, đây là cái hình ảnh đang diễn ra ở ngay đối diện với tối cao pháp viện ở Washington DC vào sáng ngày hôm nay. Bởi vì theo như báo chí họ loan tin đó, là tất cả 9 thẩm phán của tối cao pháp viện vào ngày hôm nay sẽ có một cái buổi hội họp thương nghị chính thức kể lần đầu tiên kể từ sau cái bản thảo mà nó bị rò rỉ vào hồi đầu tháng 5 đó thưa quý vị. Đây là lần quay trở lại đầu tiên của họ. Thì như quý vị thấy là chưa gì đã có cả 100 người họ kéo về ở ngay cái công viên đối diện với tối cao pháp viện Foley Square đó để mà biểu tình, và họ cầm hình của cả của đặc biệt là những cái vị thẩm phán mà được cho là 6 sẽ... vị bảo thủ. Đúng rồi. Thì theo như báo chí họ tìm hiểu được đó, là thứ nhất ngày hôm nay cái phòng nghị luận của 9 thẩm phán sẽ không có bất kỳ thư ký hay nhân viên nào được phép vào bên trong ngồi cả thưa quý vị, bởi vì để tránh cái tình trạng rò rỉ. Và nếu như và ngày hôm nay đó thì như chúng ta còn nhớ là khi mà cái bản thảo bị rò rỉ đưa ra đó, là lúc đó là có 6 vị đã đưa ra cái opinion, cái biểu quyết là họ sẽ lật ngược Roe versus Wade, và cuối tháng 5, gần cuối tháng 5 sẽ là khi mà họ quay trở lại để mà finalize lại là xem coi có ai đổi ngược ý hay không. Thì cái buổi hội họp ngày hôm nay nó diễn ra theo đúng y như cái lịch trình khi mà bản thảo nó bị rò rỉ vậy thưa quý vị. Cho nên ngày hôm nay hiện vẫn báo chí họ không biết là với cái tình trạng mà dầu sôi lửa bỏng mà dư luận đang chú ý quá nhiều như vậy, thì hôm nay có vị thẩm phán nào đưa ra cái ý kiến khác biệt, hay là họ sẽ đem cái vụ mà cho phá thai đem ra để thảo luận trong ngày hôm nay hay không, bởi vì cả 100.000 con mắt đang dồn vào trước cửa tối cao pháp viện. Và một trong những hậu quả nếu thôi mà tòa tối cao pháp viện chính thức tuyên bố là Roe versus Wade là sai trái đó, họ lật ngược Roe versus Wade. Tuy nhiên không phải là cấm phá thai hoàn toàn. Họ vẫn cho phép các tiểu bang nào mà muốn đưa ra những cái luật để mà cấm phá thai thì cứ đưa ra, ủng hộ phá thai như New York, California thì cứ đưa ra, Colorado vân vân. Tuy nhiên họ nói gì? Nội cái việc mà ngăn chặn người phụ nữ phá thai nó sẽ kéo theo nhiều cái vấn nạn liên quan đến kinh tế, và nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ kém tăng trưởng vì vấn đề này. Quý vị tưởng tượng trên 50 tiểu bang trong thời gian qua đó có biết bao nhiêu các trạm xá phá thai. Mỗi một trạm xá phá thai này họ thuê mướn rồi được cung cấp tiền từ chính phủ cho đến những người phá thai, hoặc là các dịch vụ liên quan đến chăm sóc cho phụ nữ. Họ nói đâu phải chỉ vấn đề phá thai đâu, mà còn rất nhiều dịch vụ chăm sóc cho phụ nữ trong lúc họ mang thai, hoặc là họ cần đến cái việc mà hỗ trợ cho thai nhi. Thì khi mà thông qua như vậy đó, cái số trạm xá này đóng cửa. Đóng cửa thì chuyện gì xảy ra? Cái nơi đó trống, không có ai mướn cả, thì phải kiếm người khác vào mướn. Nhưng mà nhân viên công ty sa thải. Mà chưa kể đó, các tiểu bang này họ còn tìm cách ngăn chặn không cho những người phụ nữ này mua thuốc nữa. Mua thuốc để phá thai, the day after đó. Cái loại thuốc mà có thể uống vào
khi mà vừa biết mình có thai uống vào thì bây giờ các tiểu bang này không cho luôn. Rồi chưa kể là thuốc ngừa thai nữa, thậm chí họ có thể đi xa hơn là ngăn chặn những cái phụ nữ này để có thể tìm kiếm. Thì tất cả những cái nguồn đầu tư của các công ty dược phẩm vì lý do họ không bán được, họ sẽ phải tăng giá. Và như vậy chính California cũng sẽ bị ảnh hưởng vì cái vấn đề này, ảnh hưởng đến kinh tế, đó là ảnh hưởng chung cho túi tiền của toàn người Mỹ. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà leadersaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc các bản tin cập nhật trong ngày hôm nay. Nếu vào Facebook và YouTube, xin nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị nhé. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.